Mua mua bún riêu về cho mẹ Rồi. quá nè. Tối hôm nay mình đói bụng cả nhà ơi. Cả nhà theo dõi tối hôm nay mình ăn khuya ăn ăn tối nha. Con mình ăn à. Mình bắt đó, cô Giang đang đi mua bún riêu cho mẹ. Cảm ơn nha, đa tạ cô Giang nha. Đây. Trời ơi, nhiều nước vậy luôn á hả? Ôi, bán một tô 20 ngàn đó chị các bạn. Trời ơi, là bún nè. Giả mang chưa? Ôi, nửa thì con mẹ ăn không hết rồi đó. Thì con cứ bỏ xuống đi, đây mẹ gấp phớt ra cho. Cho anh chị các bạn. Mẹ không nổi tiếp con ăn. Vậy mẹ ăn hết con ăn luôn nha. Cho anh chị các bạn một tô bún 20 ngàn đó chị các bạn. Cái bún nó bỏ gấp đôi cái tô mà buổi sáng mình mua 25 ngàn á. Sáng mình mua 25 ngàn á, tô bún có một nửa bún rồi thôi anh chị các bạn. Còn cái tô bún buổi tối nè. Đất ơi, buổi tối là thôi mà hoa nó rụng luôn kìa má. Buổi tối là trên ngã năm đại học anh chị các bạn. Là đối diện luôn ngay ngày năm đại học là mình bán mình mua vậy là tôi vậy là 20 ngàn, 25 ngàn nó nhiều hơn chị các bạn, còn 20 cũng nhiều y như vậy luôn, chỉ là 25 ngàn thì thêm topping thôi. Ôi bắp mua rẻ ghê luôn chị các bạn, 20 ngàn nè quá trời topping luôn, vậy là 20 bán thành bán một tô là bình thường 25 nhưng mà mua tối hôm nay á, mình sợ mình ăn hết á, mình mua tô 20 thì bán cái tô nó nhiều gấp đôi mấy bữa luôn chị các bạn. Nó nóng dữ sợ rồi không được luôn á. Nó nóng ghê luôn chị các bạn. Mới ra mà. Mới ra lò nóng quá trời nè. Rau sống ở Đà Lạt nó dày nè chị các bạn. Đó. Rau sống ngon chưa nè. Có sa tế nữa mình bỏ vô ăn cho nó ngon. Sống nhỏ chưa chưa. Mình sẽ rửa lại nha, mình mua về mình rửa lại gì các bạn. Cực chẳng đã mà đi ăn tiệm thì mình chấp nhận nhưng mà mua về nhà thì mình rửa lại cái đã. Vậy mẹ chia ra hai tô luôn đi. Hai mẹ con mình ăn luôn. Đưa mẹ cầm bịch nước cho. Con tới lấy thêm cái tô nữa, chia bún ra. Tại vì chú này bán cho con là một tô thành hai tô đó. Hình như thấy bắp đi mua á, người ta bán rẻ hơn á mọi người. Rồi con chia bún ra đi cái đã, mẹ cầm bịch nước cho. Lấy đôi đũa mới đi, con một đôi mẹ một đôi. Thì con cũng ăn con phải lấy đũa chứ. Ok. Rồi bún quá nhiều luôn, chia hai. Tại vì mình kỳ này mình ăn ít lắm anh chị các bạn ơi. Cho nên là mình làm video một thời gian chắc mình nghĩ mình làm rồi. Rồi bắt cầm đi mẹ. Mẹ ấy cho, bắt cầm đi mẹ đổ cho. Máy đi mẹ đổ cho. Mình làm thời gian bắt mà không làm á chắc là mình sang. Đây. Đó, một cục tấp pin nha. Tô bắp nè, ba cục tấp pin nha. Rồi. Để anh chị các bạn, tô của mình á là một cục topping, một huyết ba lát đậu hũ. Tô của bắp là ba cục topping, một lát đậu hũ, một cái trứng cút. Mình thì mắm bỏ sao. Rồi. Mình bắt chanh vô. Má vừa vô tới nè. Không, tự nhiên vừa vô tới nhà chưa kịp mở cỡ cái áo khoác ra luôn á. Chiếc già nó rất chanh. Mình bỏ thêm một tí ớt sa tế nữa là gì. Trời lạnh lạnh mà thích ăn cay gì vậy. Bỏ cái điện thoại vào bên. Thôi nha. Trời, anh chị các bạn. Rồi hai mẹ con mình mời cô chú anh chị các bạn ăn bún riêu nha. Đây, có rau mình bỏ vô luôn anh chị các bạn. Nhìn hấp dẫn không? Quá trời ngon này ha. Cứ nhìn mẹ sao lão ấy, sao cái môi nó lão ấy à? Nó lão à. Rồi, có nhìn mà thấy ngon như thế. Nhìn thấy ngon. Giờ này ăn bún riêu ngon chị các bạn, trời lạnh đó, ăn bún riêu nóng ngon á. Mm.
số 1 nha các bạn, ngon quá. Mình đang đói bụng nữa. Hồi nãy mẹ đánh răng rồi, giờ ăn xong rồi đánh răng lại. Hôm nay con chưa đánh răng đó. Con chưa đánh răng. Chứ không là đánh răng lần 2, lần 3 luôn đó. Đúng không? Lần 2 thôi. Chứ các bạn nhìn tôi muốn mà bắt nhiều bún ghê chứ. Tô của mình cũng vậy nè. Mua một tô 20 ngàn là hai mẹ con ăn được không chị các bạn? Mẹ nghĩ là cái chú này á, cái anh này anh thấy bắt mua chứ anh bắt rẻ anh chị. Buổi tối, buổi tối trời Đà Lạt nó dễ đói bụng lắm, vì nó lạnh anh chị các bạn, vì nó lạnh đó mọi người, cho nên mình rất là dễ đói bụng. Còn con tàu không? Con tàu thì nói chung là trời mà nóng, giờ mình có mua bún về, bún riêu về mình ăn cũng có miếng là mình ăn cũng không hết được. Ớt mình nó không cay bắp ha, cay không? Cay đúng không? Mới ăn xong thì bắt nữa. Mới ăn xong thì bắt ăn nữa. Ăn hết mẹ ăn cho. Cho kỹ nha. Nam ngư. Dạ. À, mắm nam ngư nó tặng cho. Nhi ăn cái gì nhìn cũng ngon á, nhưng mà thật ra Nhi ăn không có nhiều. Anh chị vừa clip Nhi ăn vậy đó, có khi một ngày Nhi ăn có một bữa à. Hai ngày mà ăn được một bữa. Bắp bỏ riêu cho mẹ thôi. Cái cục riêu bự chảng anh chị. Đây, cục riêu rất là to. Bún này mắc cười quá. Bún riêu mà có trứng cút. Lần đầu tiên thấy luôn. Bún riêu có trứng cút. Bún riêu trứng cút chỉ dành cho hủ tiếu thôi. Cái này chắc không phải dân Đà Lạt không chị. Nhưng nghĩ là dân khác tới đây nấu bán ở đây. Dân ở xứ khác tới Đà Lạt. Chứ bình thường người Đà Lạt đâu có nấu. Không mà dân Đà Lạt họ nấu bún riêu là ra bún riêu à. Để hôm nào Nhi đi xuống cái quán mà bún riêu mấy chục năm đường Nguyễn Văn Trỗi cho anh chị các bạn xem. Giỏi. Ngon. Trỗi là giỏi. Nó có đồ chua nè. Rồi đủ thứ đó. Có đồ mặn không? Nghe là chắc có. Đồ mặn có không? Cái cục. Cục riêu của nó là chất lượng hơn. Và có giò, có xương, rồi có đồ chua, có hành ngâm chua ngọt, có tỏi ngâm chua ngọt, sa tế, ớt. Nó đúng cái bún riêu luôn. Và giò chứ không có trứng cút nha. Có da heo huyết chứ không có trứng cút. Mà bún riêu này thì không có da heo.
Tại như có đang nói mà cũng chi vậy. Không sao. Thôi không nói nữa, mệt. Có đồ mặn không á hả? Thì bún riêu là đồ mặn đó con, là có thịt có giò đó. Tất thiệt dễ sợ. Có đồ mặn, có mắm tôm. Với lại anh chị các bạn biết sao, đây là ngã năm đại học á, cho nên đa số người ta nấu là người ta bán cái số lượng nhiều, là bán cho nó rẻ cho sinh viên ăn á, cho nên một tô anh chị các bạn thấy không, mình chia ra hai tô đó là bán cho sinh viên với công nhân. Bác mới vừa ăn xong một cái rột xong rồi chạy lên mua cho mẹ tôi uống riêu. Dạ bác ăn nửa chơi ác. Bác ăn nửa mà ăn hết luôn. Vậy mà kêu chơi ác. Chơi ác ghê, bác ăn mà bác ăn hết luôn. Kệ mẹ bác ăn á. Nha hả? Mẹ đâu bắt đâu, mẹ nói là nếu con no thì con ăn, nếu con thích thì con ăn mà. Bữa sau tao lên mua đi, không mua cho nữa. Cho kỳ. Thì mẹ đâu có bắt con ăn hết đâu. Mẹ nói ăn hết, đưa mẹ ăn cho mà. No. Hết rồi còn đâu nữa không đâu. Ăn hết rồi no đó má. Ừ. Đem lại bếp. Ừ. Để đi. Ha. Ê, nói mẹ. Để đó cho mẹ. Bài hả? Bà cô chú hả? Thôi cái video của buổi tối của hai mẹ con đến đây là kết thúc nha chị các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đăng ký kênh đồng hành với hai mẹ con. Mong anh chị cô chú các bạn xem nhớ subscribe và chia sẻ và comment bên dưới nha, đừng